Kết quả Man City 0-0 Inter Milan, khởi đầu thất vọng. Haaland tịt ngòi, Man City bị Inter Milan cầm chân ngay tại Etihad. Ở lượt đầu Champions League 2024-25, Man City dù được chơi trên sân nhà song chỉ thu về trận hòa 0-0 trước Inter Milan, đối thủ họ từng đánh bại tại chung kết Champions League 2022-23. Đáng chú ý, tiền đạo Erling Haaland đã đứt mạch 4 trận ghi bàn. Haaland không thể tỏa sáng trước Inter Milan. Bước vào cuộc đọ sức với Inter Milan, Man City tung ra lực lượng gần như mạnh nhất. Rodri có lần đầu đá chính mùa này, sát cánh bên cạnh Rico Lewis ở hàng tiền vệ. Erling Haaland như thường lệ lĩnh sướng hàng công, hỗ trợ cho anh là bộ tứ giác Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho. Sau tiếng còi khai cuộc, Inter Milan biết mình biết ta nên chủ động kéo thấp đội hình phòng ngự chờ thời cơ phản công. Phút 19, cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với Man City khi Haaland đánh đầu trong vòng cấm xong bóng tìm đúng vị trí của thủ thành Yann Sommer. 10 phút sau, Inter Milan đã có cơ hội mở tỷ số. Thủ thành Ederson nỗ lực phá bóng ở sát đường biên ngang, vô tình tạo thành đường chuyền cho Mateo Darmian. Cựu hậu vệ Manchester United dứt điểm ngay từ cánh phải vào gôn trống song Joko Gadeon có mặt kịp thời giải nguy. Phút 35, Man City sở hữu thời cơ tốt nhất để phá vỡ thế quân bình khi Haaland sút chéo góc ở rìa vòng cấm đội khách nhưng bóng đi sạc cột dọc trong gang tấc. Gundogan bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở cuối trận. Sang hiệp 2, Man City vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Dù vậy, không có nhiều tình huống ăn bàn đáng chú ý được nhà đương kim vô địch Premier League tạo ra bởi Inter Milan phòng ngự quá kín kẽ và kỷ luật. Cơ hội ngon ăn nhất của Man City đến ở phút 89, khi Ilkay Gundogan đánh đầu đi đúng vị trí của Sommer ở cự ly gần sau đường chuyền như đặt của Gadeon từ ngoài vòng cấm. Đến phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ người Đức lại đánh đầu vọt xà đầy đáng tiếc khiến các fan Man City một phen mừng hụt. Chung cuộc, Man City hòa Inter Milan 0-0 ở Etihad để có khởi đầu không như ý tại Champions League mùa này. Ở lượt trận thứ hai, Man City sẽ làm khách trước câu lạc bộ Slovan Bratislava của Slovakia vào ngày 2 tháng 10. Đội hình thi đấu: Man City, Ederson, Akanji, Diaz, Gadeon, Luis, Rodri, Savinho, Foden 46, Bernardo Silva, Gundogan 46, De Bruyne, Gundogan 46, Grealish, Haaland. Inter Milan, Sommer, Bissek, Pava 75, Acerbi, Bastoni, Darmian, Dumfries 75, Barel, Calangon, Fratti 82, Zielinski, Mkhitaryan 66, Carlos Augusto, Thuram, Martinez 66, Taremi